Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào tối ngày thứ Sáu, 10 tháng 8 năm 2018, tại nhà Grand Garden, thành phố Westminster, miền Nam California, ông Hoàng Kiều, một doanh nhân thành đạt tại hải ngoại, đã tổ chức buổi dạ tiệc và họp báo trước ngày tổ chức đêm nhạc Hoàng Thi Thơ với chủ đề Tạ Tình Ba. Với sự hiện diện đông đảo quan khách tham dự thuộc đủ mọi thành phần trong cộng đồng và giới truyền thông báo chí, sau khi ngỏ lời chào mừng, MC Trọng Thắng đã giới thiệu ông Hoàng Kiều, người chủ trương thực hiện đêm nhạc Tạ Tình Ba. Hôm nay, Hoàng Kiều rất vui, rất hạnh phúc được thấy rất đông đủ tất cả bà con, tất cả các bạn bè. Ở đây thì tối đêm nay mình chỉ có độ vài trăm người thôi, nhưng mà tối mai sẽ có cả hàng ngàn người. Cái điều Hoàng Kiều muốn gửi đến tất cả quý vị, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những lời nhớ thân nhất. Nhân cái dịp này, chúng tôi tổ chức cái đêm Tạ Tình Ba ở tại Little Sài Gòn là lần cuối tổ chức tại đây. Vì vậy, tôi nhân cơ hội này, tôi nói cái gia đình tôi cũng có những bà cô như cô Cần, rồi có những ông chú như chú Hạnh, rồi có ông anh tôi, không biết ông anh tôi không ngồi cái bàn nào. Lên trên này, em biết chưa, nói mới thôi. Thế thì, rồi tới nhất là em Hoàng Kỳ đi thôi. Cái đêm mà chúng tôi muốn nhân cái cơ hội này để có một chút kỷ niệm. Và rất tiếc là đêm nay, ông chú Hạch, Hoàng Hữu Hạch của chúng tôi từ Việt Nam, ông nghĩ là cứ về Việt Nam 6 tháng thì ông qua lại được. Tới khi qua lại họ chặt cho tại phi trường Tân Sơn Nhất, không qua được. Vì vậy, tất cả chúng ta, ai là người Việt Nam có cái thẻ xanh đi về Việt Nam thì nhớ chú ý 6 tháng thì phải quay lại. Và tuy không có ông nhưng mà có những người đại diện của ông đây. Và chúng tôi, quý vị chắc tối mai đến với chúng tôi đã sắp đặt để cho ông có thể FaceTime với quý vị. Và một điều nữa chúng tôi cũng rất cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đêm hôm nay, nhất là các đài truyền thông và báo chí theo dõi. Và cũng như quý vị được biết, trong cái quá trình sở dĩ tại sao chúng tôi lại tổ chức cái nhạc Hoàng Thi Thơ, Tình Hoàng Thi Thơ, mục đích của chúng tôi là tiếp tục nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy cái nền văn hóa âm nhạc của dân tộc chúng ta đã có 4.000 năm văn hóa và phát triển. Và đồng thời chúng tôi chú ý đến cái các lớp trẻ để cho các lớp trẻ họ biết được cái nền văn hóa của chúng ta như thế nào và cái nhạc Hoàng Thi Thơ như thế nào. Tôi cũng rất vui là báo cho quý vị biết nhạc Hoàng Thi Thơ rất thịnh hành, nhất là tại Việt Nam. Để tối mai tôi sẽ nói cái vấn đề chi tiết cái đó. Tối nay tôi chỉ mời quý vị đến đây, quý vị hãy cùng với chúng tôi và nâng ly và chúc mừng cho những người có sinh nhật đêm nay. Và đồng thời chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ tới cái phần mà đài truyền hình và các báo chí, tôi đứng đây để quý vị có cái câu hỏi gì thì xin quý vị cứ tự nhiên. Thế thì quý vị, như tôi báo trước cho quý vị biết là những cái chương trình nhạc Hoàng Thi Thơ đêm ngày mai, trong đó là có những ca sĩ chưa bao giờ nhé hát nhạc của Hoàng Thi Thơ và chưa bao giờ biết được nhạc Hoàng Thi Thơ là như thế nào.
Nhưng mà tôi rất hãnh diện và tôi rất vui mừng các ca sĩ đó gồm có Lệ Quyên, Quang Dũng, Phương Anh, Võ Hạ Trâm, Mai Thanh Thúy, Kim Ngân, Băng Nhi là những người đầu tiên hát nhạc Quảng Thị Tờ. Đồng thời nói về cái nhạc Hoàng Thi Lơ cũng có những người đã hát rất nhiều như Trần Thái Hòa, như Ngọc Khả. Ngọc Khả có đây không? Trần Thái Hòa rồi, cũng có Ngọc Khả, Trần Thái Hòa, Quang Linh. Quang Linh có đây, phải không? Quang Linh đã hát. Đôn Quân đã hát rồi, qua đây luôn. Rồi thì tôi đem đến tất cả các nghệ sĩ đây, bởi vì tối mai là chúng tôi trình diễn, chúng tôi không có thì giờ. Thành thử quý vị có những cái câu hỏi gì, có những cái thắc mắc gì, hoặc là về những ca sĩ, cái cảm tưởng của họ đến với chương trình, cái nhạc Hoàng Thị Tơ như thế nào, tôi mong mỏi rằng quý vị giúp tôi. Bởi vì cái nhạc Hoàng Thị Tơ đó, tôi không biết cho tới khi ngày tôi được biết là ở tại Việt Nam bây giờ rất thịnh hành. Cũng như cái nhạc Hoàng Thị Tơ đã được 200 công ty, nhớ nha, 200 công ty bán cho tất cả các công ty lớn, trong đó gồm với 22 công ty lớn như Apple, rồi Microsoft, rồi Amazon, rồi eBay, rồi Spotify, iCloud, nhiều lắm, trong đó có 22 công ty. Và vì vậy chúng tôi mong muốn quý vị giúp đỡ chúng tôi quảng bá nhiều thêm, giúp đỡ chúng tôi để cho cái nhạc Hoàng Thị Tơ nó đi vào mãi mãi vào lòng dân chúng. Và khi được hỏi về đêm nhạc Tạ Tình Ba, ông Hoàng Kiều đã cho biết có một chương trình đặc biệt cho những người tham dự. Đồng thời chúng tôi cũng có một cái chương trình đó là cái giveaway, tất nhiên là để giúp cho các bạn, tất cả những quý vị thấy trong cái cuộc đời của mình ai cũng có một cái giấc mơ nhỏ nhoi như tôi. Rồi hồi xưa tôi nghèo thì không ai có cái giấc mơ nhỏ nhoi. Tôi mơ rằng một ngày đó có người nào đó tới cho tôi 10.000, 20.000, 25.000, 50.000. Đó là những cái giấc mơ tôi biết các bạn cần. Vì vậy trong cái chương trình đêm nay, chương trình ngày mai, không phải đêm nay, chúng tôi cũng có thêm vào cái mục đó. Cái mục đó để chi? Để cho các bạn, tuy là số tiền nó không lớn là bao, nhưng mà đó cũng thể dù chẳng hạn như nếu bạn trúng được 100.000 thì cái đó là rất là hạnh phúc, là dùng để làm gì, làm mở cái tiệm nail, mở cái tiệm bất kỳ cái gì đó, hoặc là để đào quay mình cái nhà. Đó là những cái giấc mơ. Bởi vì khi các bạn cũng như tôi trong đời mình có rất nhiều giấc mơ, cái giấc mơ đó không biết là nó có thành hay không, hay là một ngày đó nếu mà cái giấc mơ đó nó thành được tổ thì cũng là một cái hay cho mình vậy. Và ông nói tới mục đích phát huy và quảng bá dòng nhạc Hoàng Thi Thơ là người chú và cũng là dưỡng phụ của ông. Cái mục đích mà chúng tôi cố gắng lấy là tất cả cái bản quyền nhạc Hoàng Thi Thơ, và mục đích của chúng tôi là cố gắng duy trì, bảo tồn và phát huy và tiếp tục. Đó là cái vấn đề chính. Và bây giờ tôi đặt thành về cái vấn đề, những cái vấn đề đương nhiên cái tiếng Việt của mình nó có nhiều cái, hoặc là những cái văn hóa, trong nói về cái vấn đề văn hóa thì tất nhiên có những cái lời lẽ, có những cái ngôn ngữ nó không có, tôi thấy bây giờ nó không có như hồi xưa của mình phải nói như vậy. Trước năm 1700 cái nền văn hóa của mình, cái văn hóa của mình khác, bây giờ nó cũng vậy. Nhưng mà tôi hy vọng rằng nếu mình giúp đỡ, huấn luyện và để nâng cho các em, để cho các em hiểu được cái nền âm nhạc đó là cái gì, cái vấn đề văn hóa đó là cái gì. Và đêm mai chúng tôi rất vui báo trước cho quý vị đây có ba người thế hệ từ bên South Carolina, bà mẹ, rồi tới một bà mẹ nữa có đứa con 10 tuổi hỏi muốn đến để đi soi Hoàng Kiều. Thì đêm mai chúng tôi sẽ phỏng vấn trong cái chương trình đó.
Và cái chương trình thứ hai khi con hỏi tôi về vấn đề, tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn ở Houston, cũng rất nhiều người ở Texas qua đây để xem cái chương trình này. Thì tôi xin thành thật cảm ơn các bạn. Và khi điều đó chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các bạn. Và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục cùng chúng tôi phát huy, bảo tồn và bồi đắp cho cái nền tân nhạc Việt Nam. Chẳng những của nhạc sĩ Hoàng Peter Hiên mà thôi. Tôi nói trước cho quý vị rõ, tôi cũng đã tuyên bố rồi, trong cái gì vừa qua đoàn đọc của quán tôi cũng đã tuyên bố tất cả bản quyền ở Việt Nam bây giờ thâu được là 600 triệu. 600 triệu. Thì tôi cũng cảm ơn cái nhạc sĩ Trung Cảnh là cái vị tổng giám đốc của cái công ty thâu bản quyền quốc tế Việt Nam. Và tôi cũng đã hứa tất cả số tiền thâu được ở tại Việt Nam chúng tôi cho vào cái quỹ từ thiện của Hoàng Thế Thơ và giúp đỡ cho 4.000 nhạc sĩ có gia đình, có con em, đồng thời dùng cái tiền đó để làm gì, dùng cái tiền đó để cho cái thế hệ trẻ trong tương lai họ cũng sáng tác, họ cũng có những cái động lực để họ vươn lên.